Mặt thắt lưng KL vàng nguyên khói AU750 được lấy cảm hứng từ chính thương hiệu Kỳ Lân, mang biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng. Thiết kế cá nhân hóa của Kỳ Lân mang đến sự độc đáo và tinh tế cho từng sản phẩm, biến mọi món đồ trở thành một biểu tượng thời trang, độc bản, tôn lên phong cách cá nhân. Với sự tận tâm và khéo léo, Kỳ Lân luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để tạo nên những thiết kế mang đậm dấu ấn riêng, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn về giá trị tinh thần. Mặt thắt lưng KL được làm từ vàng nguyên khói AU750 cao cấp theo chuẩn Thụy Sĩ, kết hợp cùng công nghệ máy móc tân tiến, giúp vàng ánh bóng không bọt, không xốp, thiết kế hiện đại với các đường nét mạnh mẽ, cuốn hút, mang đến sự mới mẻ cho quý khách hàng. Mặt thắt lưng KL vàng nguyên khói AU750 thiết kế vượt trội hơn các sản phẩm khác bởi chất lượng cũng như vẻ đẹp, thẩm mỹ đáp ứng tốt các tiêu chí luxury dành cho giới thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.